Hello, xin chào cả nhà. Chúng ta đã gặp nhau nữa rồi. Hôm nay Núp sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc nón ha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một chiếc nón kết, hay còn gọi là nón lưỡi trai. Có vành simili sẵn ha các bạn, vành bọc simili sẵn. Mình hướng dẫn các bạn móc đơn giản thôi, dành cho những người mới tập móc ha. Còn khi móc xong rồi, các bạn có kinh nghiệm, các bạn có thể chế tạo thêm nhiều kiểu khác nhau. Bây giờ mình chỉ hướng dẫn kiểu đơn giản nhất ha các bạn. Rồi, trước tiên chúng ta cần phải có các nguyên liệu sau đây. Chúng ta phải có chỉ ha. Chỉ này là mình đang móc sợi dệt lõi đen ha các bạn. Sợi dệt cô tông Việt Nam lõi đen. Thứ hai là mình có một cái vành nón lưỡi trai bọc simili sẵn ha. Cái này có sẵn rồi, mình chỉ móc cái chốt thôi, mình gắn vào. Còn nếu mà không có thì các bạn móc thêm cái vành. Nhưng mà thôi, đã có sẵn vậy thì mình chỉ xài đi cho nó khỏe, mà nó thời trang nữa. Móc nhiều lúc cái vành nó không ra được. Rồi, mình phải có cái kim. Mình móc sợi dệt này thì sợi dệt này là 2mm, mình móc kim 2.5mm là kim số 4 của Tulip. Có bạn thì móc kim số 2, có bạn thì móc kim số 3 gì đó, tùy các bạn. Nhưng mà mình thích móc số 4 cho nó nhanh và nó qua, nó không có bị xước chỉ nữa ha. Cái nón của mình nó cũng mềm mại nữa, muốn gấp muốn ghiết gì cũng được, không có ảnh hưởng gì hết. Rồi, chúng ta có kim mai tay và chỉ mai tay ha các bạn, để chúng ta kết nón. Cái nón này thì có lỗ đục sẵn ở trên đây, nhưng mà nó chỉ là cái lỗ phía đây sẵn thôi, mình không có xài cái lỗ gì hết, mình mai trực tiếp vào đây luôn ha các bạn, gọn đẹp nữa, sang trọng nữa. Rồi, cái cuối cùng là chúng ta có cái nẹp nón, có nhiều gọi là cái đai nón ở phía bên trong như thế này nè, khi các bạn móc xong các bạn đai lại để nó thấm mồ hôi á. Rồi, thế là xong nguyên liệu. Và cuối cùng là cái kéo của mình ha, mà mắc. Ủa mà móc cái này đâu cần cái kéo. Chúng ta cần hộp quẹt, đốt. Cái nón này mình hướng dẫn cho các bạn có cái tăng đưa ở phía sau, nên chúng ta cần có một cái khoen tăng đưa ha các bạn ha. Khoen cài quay hậu. Có kích thước là khoảng 2cm. Rồi bây giờ chúng ta vào vấn đề chính nha. Đầu tiên chúng ta sẽ khởi tạo một cái vòng tròn ma thuật nha các bạn. Vòng tròn ma thuật 8 mũi nha các bạn. Bây giờ chúng ta quấn hai dòng chỉ vào trong ngón cái của mình, đưa kim luồn vào hai vòng chỉ này, các bạn móc một mũi đơn lên. Sau đó tháo cái vòng này ra, chúng ta rút lại cho nó nhỏ lại. Như thế này, nhỏ vừa thôi, đừng nhỏ quá. Rồi sau đó các bạn móc 8 mũi móc đơn vào trong cái vòng này, vừa móc chúng ta vừa dịnh cái dây này lại ha các bạn, để nó tuột. 2 3 4 5 6 7 8. Đó. Sau đó các bạn cho kim luồn vào trong cái mũi đầu tiên ha. Cái mũi hồi nãy chúng ta móc á, mũi kế bên đó đó. Chúng ta đưa kim qua, móc mũi đơn luôn nha các bạn, không có móc mũi dời nha. Chúng ta móc xoắn ốc là móc mũi đơn lên luôn. Rồi, chúng ta rút cái sợi dây này lại, cho nó khít cái vòng tròn này lại nha các bạn. Khít chặt luôn, như thế này. Đó, chúng ta đã có một cái vòng tròn ma thuật. Rồi, tiếp theo các bạn cho hai mũi đơn chung chân, gọi là mũi V đó các bạn. Thì chúng ta có 8 chân như thế thì chúng ta sẽ có 16 V ha các bạn ha. Vừa móc chúng ta nẹp luôn cái sợi chỉ này vào. Đó. Bây giờ các bạn cho hai mũi đơn vào trong một cái chân kế tiếp. Khi móc cái mũi đầu tiên rồi thì các bạn đánh dấu nó lại nè. Lấy kim đánh dấu. Rồi cho thêm một cái mũi nữa vào chân đó luôn. Cẩn thận coi chừng bị tuột chỉ. Làm nhanh quá dễ bị tuột chỉ lắm các bạn. Cho hai mũi đơn vào. Cứ như thế các bạn sẽ được 16 mũi trong hàng đầu tiên này. Đã, chúng ta khởi tạo là 8 mũi đơn. Thì bây giờ chúng ta tăng V lên, có nghĩa là hai mũi đơn chung chân.
là chúng ta sẽ có 16 mũi. Vừa móc chúng ta vừa nẹp cái sợi chỉ dư nha các bạn ha, để cho nó đừng có bị tuột như thế này. Cứ một chân như thế này, các bạn cho hai mũi ha, đơn vào ha các bạn ha, hai mũi đơn chung chân. À, sau đó các bạn tháo cái đánh dấu này ra, các bạn cho một mũi đơn vào để chúng ta bắt đầu hàng thứ hai, là chúng ta được có một mũi đơn rồi đó. Hàng thứ hai với công thức là 1x1v, có nghĩa là các bạn móc mũi đầu tiên sẽ là một mũi đơn rời, sau đó sẽ là hai mũi đơn chung chân ha các bạn. X là mũi đơn rời, V là mũi đơn chung chân. Rồi, chúng ta có một ít rồi, giờ bắt đầu chúng ta V. Rồi chúng ta móc một ít. Một mũi đơn rời, sau đó là hai mũi đơn chung chân. Đó, chúng ta cứ tăng tiến theo như vậy ha các bạn ha. Hàng thứ ba là 2x1v, hàng thứ tư là 3x1v. Đó, nó cứ như thế. Các bạn cứ để ý cái mũi nào mà hồi nãy mình tăng ở dưới đây nè. À, đúng không? Thì ở trên đây nó cũng là cái mũi tăng. Cái này dễ lộn lắm á, dành cho người mới bắt đầu là dễ bị lộn loạn xạ lắm á. Đánh mũi sai tùm lum á. Mình phải đếm á các bạn. 1x 1v 1x 1v. Đó, 8 lần như thế. Nên các bạn khi mà đọc chạc á, cái này xv mở ngoặc 8 lần, nghĩa là móc tương tự như vậy đó mà 8 lần. Một mũi đơn rồi với lại hai mũi đơn chung chân. Móc 8 lần như thế. Thấy không? Kết thúc. Xong rồi chúng ta mở cái kim này ra, chúng ta cho một cái mũi vào trước tiên đã. Đánh dấu lãnh thổ hàng thứ 3. Ha các bạn. Bắt đầu chúng ta cho 2x1v nè. Nãy là chúng ta móc 1x rồi đúng không? Bây giờ chúng ta cho thêm 1x nữa. Và bắt đầu 1v. Rồi, tiếp theo đó là 2x. Là hai mũi đơn kế tiếp nhau. Sau đó là 1v. Rồi cứ như thế các bạn móc hết cái hàng này nha các bạn. Không có gì khó khăn hết. Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không tiền. Đầu núi dạ lấp biển, không làm được thì thế, đơn giản thôi. Rồi, 1x 2x V. Đó, mình nói như thế này cho các bạn dễ hiểu ha, chứ không mà nói ba mũi đơn, hai mũi đơn rồi mà hai mũi đơn chung chân vậy các bạn mà lắm, cứ theo chạc vậy đó. 2x1v, 3x1v, cứ như thế mà mình làm. Sau này mình đọc tất cả các chạc nào mình cũng làm được hết nha các bạn. Rồi, mình xong hàng thứ hai các bạn bỏ ra. Xong hàng thứ ba chứ quên. Rồi, chúng ta cứ kết thúc hàng vậy nè, thì chúng ta cứ bỏ cái kim ra và móc vô đó một cái trước đã. Rồi sau đó chốt lại để hồi chúng ta quên. Cứ như thế là chúng ta được 1x rồi đó. Hàng này chúng ta 3x1v nha các bạn. 1 2 3. Bây giờ tới 1v. Đó, mình tăng như vậy đó. Rồi tiếp tục 3x1v. Cái chữ V đó là mình thấy nó ngay cái chữ V ở dưới là đúng rồi đó. Ha. Đó là cách để cho mình coi mình dễ thấy, mình không có bị sai. Móc nửa chừng mình thấy mình chọt sai lỗ là mình biết rồi đó. Ngồi coi lại, dò lại và móc lại nha các bạn. Rồi cứ như thế các bạn làm hết hàng này nha. Rồi kết thúc hàng thứ tư y chang như bên hàng thứ nhất, thứ hai ha, thứ ba. Rồi chúng ta tháo cái này ra, tháo cái đánh dấu ra, cho một mũi vào trước tiên, gài cái dấu lại. Sau đó tới hàng thứ 5 thì chúng ta sẽ cho 4x1v nha các bạn. Tiếp tục như thế. 1 2
3 4 rồi đó. Tại cái đầu tiên của mình là nãy một cái nè, 1 2 3 4 rồi, bây giờ mình cho một V vào. Tại vì khi mình kết thúc á, mình mở này ra mình móc thêm cái, mình móc nó vô lại thì nó được một cái rồi nè. 1 2 3 4. Sau đó hai mũi đơn chung chân. Đó, cứ như thế các bạn móc cho hết vòng thứ 5. Đây đó, cứ như thế ha các bạn ha, móc cho hết hàng thứ 5 luôn, 4x 1v. Thì chúng ta sẽ thấy nó hình bát giác rồi nè, tám cạnh ha các bạn. Rồi, lên hàng thứ 6 thì chúng ta sẽ cho 5x 1v. Chốt một cái trước đã. Hãy lại. Sau đó chúng ta cho 5x 1v. 2 3 4 5. Rồi, cho 1v vào. Hai mũi đơn chung chân. Rồi, tiếp theo đó 5x tiếp. 1 2 3 4 5. Rồi, hai mũi đơn chung chân là 1V. Rồi, cứ như thế các bạn chốt hết hàng thứ 6 ha. Chúng ta chốt hàng thứ 6, hai mũi đơn chung chân. Và chúng ta qua hàng thứ 7. Chúng ta mở kim ra, móc một cái. Đó, chốt nó lại. Hàng thứ 7 này thì chúng ta không tăng mũi nha các bạn. Chúng ta móc mũi đơn hết tất cả các chân luôn để tạo cái độ cong xuống của cái nón ha các bạn ha. Rồi chúng ta chỉ móc mũi đơn hết cho cái vành này luôn, cho cái hàng thứ 7 này luôn. Rồi chúng ta móc mũi đơn hết, tạo một cái độ cong mềm mại cho cái nón của chúng ta. Cái chớp nón này thì các bạn linh động ha, móc theo tăng mũi hay là không tăng hàng nữa thì do mình thôi. Nếu mà cái chớp lớn thì chúng ta tăng mũi lớn, mũi nhiều, tăng tới mười mấy ít luôn, 13 14 ít. Còn nếu như mà cái nón mình nhỏ móc cho em bé thì tăng cỡ khoảng 10x 11x, tùy theo cái độ lớn nhỏ của cái đầu của mình. Nhưng mà cứ cách khoảng chừng 2-3 hàng chúng ta sẽ cho một hàng là toàn là x không để nó tạo cái độ cong xuống ha các bạn. Còn các bạn mà cứ tăng riết là nó chỉ có bự ra như cái bánh tiêu thôi. Còn chúng ta phải có khi 2-3 hàng tăng thì sẽ có một hàng là x không để mình tạo cái độ cong cho cái nón ha các bạn. Rồi cứ thế các bạn móc hết hàng số 7 này luôn, hết hàng thứ 7 này bằng mũi x hết, bằng mũi đơn hết nha các bạn. Nên cây kim đánh dấu mình rất là quan trọng. Tại vì có những hàng mũi đơn không như vậy nè, chúng ta cũng khó xem được cái phần mà tăng mũi coi mình đúng hay sai. Tại vì ở dưới đây chúng ta tăng mũi thì chúng ta tăng theo cái ở dưới mũi nó tăng. Thì trên đây đúng, chúng ta đâm kim đúng ngay cái mũi nó tăng thì chúng ta tăng luôn, thì nó dễ nhớ. Còn có những hàng mà chúng ta đang móc x không, móc y không, móc cái mũi đơn không thì chúng ta khó thấy lắm. Nên bắt buộc chúng ta phải có một cái kim đánh dấu như vậy. Mặc dù nó rất là mất công nhưng chúng ta phải làm, còn hơn là chúng ta không đánh dấu này, hồi chúng ta loạn xạ lên là tháo luôn đó, tháo hết luôn đó các bạn. Khi mà các bạn móc quen rồi thì các bạn không cần kim đánh dấu nữa. Nhưng mà những cái bạn nào mà mới học móc đầu tiên thì chúng ta nên cẩn thận. Ăn mì gói hoài thì nổi mụn đó các bạn ha. Cứ từ từ bình tĩnh mà làm. Móc vừa tay, đừng quá chặt, thì chặt quá thì nó sẽ bị nổi gân, gồ mấy cái chỗ mà cái hàng mình thêm mũi á. Còn mà các bạn móc mà quá lỏng á thì cái nón của mình nó bèo nhèo. Nói chung là móc vừa tay. Thì ai cũng vậy, móc cái đầu tiên, mới học móc, móc cái đầu tiên không bao giờ mình vừa ý được hết á. Chúng ta cũng phải có nhiều thứ để kinh nghiệm. Tháo nhiều mới có kinh nghiệm nhiều. Không ai vỗ ngực xưng tên mình là tôi móc rất là siêu phàm, nhìn vô biết móc liền, móc không tháo. Cái đó là không có chuyện đó đâu nha. Ai cũng vậy.
bước vào nghề lúc nào cũng phải chịu đau thương, ăn mì gói chờ đợi chai tay mỗi lưng là chuyện bình thường ha các bạn. Đó rồi, tới hàng thứ 8, các bạn coi chừng xúc cái này. Tới hàng thứ 8, hồi nãy chúng ta tăng 5x1v rồi. Bây giờ chúng ta tăng tiếp 6x1v. Mở cái kim ra, đánh dấu một cái vô 1x rồi đó. Hàng thứ 8 ha, 1x rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ là 6x1v ha các bạn. 1 2 3 4 5 6. Rồi, bắt đầu cho hai mũi đơn chung chân. Đó, cứ như thế ha các bạn. Rồi, tiếp theo cũng là 6x. 3 4 5 6. Rồi, hai mũi đơn chung chân. Rồi, đó, cứ như thế các bạn móc hết hàng thứ 8 như vậy ha các bạn ha. Kết thúc vào tới đây luôn, tới cây kim luôn. Chốt hàng thứ 8. 2x 1v. Rồi, bắt đầu mình chúng ta qua hàng thứ 9. Đây. Chốt cái móc vào liền. Để quên. Đã, chúng ta được 1x rồi đó. Hồi nãy chúng ta là hàng thứ 8 là 6x1v đúng không? Bây giờ là hàng thứ 9 là 7x1v. Dễ ợt. Dễ như ăn cà ri luôn á. Rồi, 7x1v. À, 7x1v. Rồi, v. Cứ như thế làm tới ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7. Này, để tăng mũi V mà nó không bị gồ ghề, các bạn thấy không, đâu có gồ đâu. Có nhiều bạn tăng mũi V chỗ này nó lồi lên, khi hết xong cái nó lồi. Ủa tại sao những chỗ mình tăng nó lồi? Là bằng cách như thế này. Khi các bạn tăng mũi á, các bạn chừa cái đường. Nè, móc vào một mũi rồi đúng không? Tăng theo mũi nữa thì cố gắng đè cái thằng mũi này qua một bên để cho thằng mũi thứ hai nó nằm kế bên đây, nó qua phía bên đây. Thì hai thằng nó không có chồng lên nhau thì nó sẽ không bị gồ ha các bạn ha. Nó không có bị nổi gân lên. Rồi chúng ta móc tới. Nhớ nha các bạn, khi tăng mũi thì chúng ta ráng đưa qua bên đây một thằng. Đưa qua bên đây một thằng, có nghĩa là hai thằng nằm chung một cái chân nhưng mà nó không có chồng lên nhau, nó nằm sát kế bên nhau luôn. Đó. Có nhiều bạn nói, ủa tại sao em móc nón mà cái chỗ tăng mũi nó lồi 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 lên? Cái đó là do mình chưa có khéo chỗ đó. Nè, cái phần mình tăng mũi nè. Đây, chúng ta đâm cái, kéo nó qua phía bên đây, cho nó qua, móc một cái. Rồi thêm một mũi bên đây, kéo nó qua phía bên đây, bên kia. Đó, đó như thế này, hai thằng nó nằm sát rịch với bên nhau, nó không có chồng lên nhau là nó không có bị gồ. Đó, cứ như thế các bạn kết thúc hàng thứ 9 ha. Móc hết hàng thứ 9 luôn ha các bạn. Rồi, kết thúc hàng thứ 9. Rồi, hàng thứ 10. Hàng thứ 10 thì chúng ta cho 8x1v nha các bạn. Rồi, cứ như thế. Được nước tấn tới. 8x1v. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, 1v. 8x1v. Năm, sáu, bảy,
8 V Rồi, cứ như thế các bạn móc hết luôn nha các bạn. Bị sốt rồi nè. Tốt nhất chốt nó lại. Rồi, cứ như thế các bạn móc hết cái hàng thứ 10 này ha các bạn. Rồi, chúng ta kết thúc hàng thứ 10. Thì chúng ta qua hàng thứ 11. Hàng thứ 11 thì các bạn vẫn móc là x hết nha các bạn, không tăng mũi. Rồi, chốt qua. Cài lại, đánh dấu lãnh thổ. Càng lớn là chúng ta phải chốt nó lại để nó xúc, chúng ta móc hồi nó xúc. Rồi, hàng thứ 11 này chúng ta móc ít hết luôn. Hàng thứ 11 này móc ít hết luôn. Mình đang móc nón vòng đầu của người lớn trung bình là 54-55 nha các bạn. Rồi, cứ thế các bạn móc ít hết. Mũi đơn hết. Nguyên vòng này luôn ha các bạn. Rồi, kết thúc hàng thứ 11, chúng ta qua hàng thứ 12. Hàng thứ 11 chúng ta ít không. Hồi nãy chúng ta hàng thứ 10 là 8x. Bây giờ lên thứ hàng 12 của mình là 9x1v. Nha các bạn. Làm thì các bạn có cần thì ghi chú ở tờ giấy lại, để mà không mình khỏi phải xem clip lâu. Xem sơ qua một lần ghi chú lại để nhớ. Rồi bắt đầu 9x1v ha các bạn. 1x rồi. 2 3 4 5 6 7 8 9 9x V. 2 mũi đơn và một chung chân. Rồi 9x1v tiếp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi các bạn cho 1V vào. Đó. Cứ như thế các bạn móc hết hàng số 12 ha các bạn. Thứ 12 của mình. Mình qua hàng thứ 13. Qua hàng thứ 13 thì các bạn cho 10x1v ha các bạn ha. Cứ tới gì luôn đi. Đây là mình hướng dẫn cho các bạn móc đơn giản ha. Sau này các bạn móc rành rồi á, thì các bạn có thể tản mũi ra cho nó tròn cái chớp. Nhưng mình nghĩ móc nón kết thì không cần phải cái chớp nó phải tròn như là cái nón kiểu của con gái đâu. Mình nghĩ nón này nó có nhiều cái khía này nè, hình bát giác như vậy nè, nó sẽ đẹp hơn, cái nổi gân nó đẹp hơn. Cứ móc đều đều vậy đi, mình sẽ không có bị quên mũi ha. Rồi, hàng thứ 13 là mình sẽ móc 10x1v ha các bạn. 1 rồi đó. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi mình cho 1V, 2 mũi đơn chung chân. Rồi cứ như thế các bạn móc hết cái vòng thứ hàng 13 này. 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, V. Đó, khi mình thắc mắc một cái là mình đếm lại, tại vì mình thấy dưới chân đây là có chữ V rồi nè. Thì mình sẽ thêm chữ V vô, nó dễ hơn các bạn. Mình để ý mình tinh mắt tí xíu ha. Rồi, cứ như thế các bạn móc hết cái hàng thứ 13 này nha các bạn. Kết thúc hàng thứ 13 của mình, các bạn cho qua hàng thứ 14. Hàng thứ 14 là chúng ta sẽ là 11x1v.
gửi ra chốt một cái liền. Đó, hàng thứ 14 là chúng ta 11x1V. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Rồi, cho 1V. Rồi, cứ như thế các bạn cho kết thúc hàng thứ 14 luôn nha các bạn. Các bạn móc hết hàng thứ 14 luôn, là 11X1V. Rồi, kết thúc hàng thứ 14 đó các bạn. Qua hàng thứ 15 thì mình khỏe rồi, mình móc X0. Rồi, chúng ta chốt lại. Qua hàng thứ 15, mũi đầu tiên. Cãi lại. Rồi, hàng thứ 15 chúng ta không tăng mũi nữa mà chúng ta móc mũi đơn hết luôn ha các bạn. Là khi đó thì chúng ta, khi kết thúc hàng thứ 15 thì cái nón của chúng ta nó sẽ cong lại thành cái chớp nón. Nhưng mà chúng ta còn tăng nữa các bạn, chưa có. Cái chỗ này chỉ nó bị dơ rồi nè. Mình nhớ linh động nha, chỗ nào thấy người ta làm bị dơ mình phải bỏ một khúc đi, mình nối chỉ khác vào. Cách hướng dẫn các bạn nối chỉ luôn nè. Khi mà xong hết ha, khi mà một là hết chỉ hoặc là chỉ bị dơ đứt hai này nó, thì chúng ta nối bằng cách thế này. Để im thế này ha, một tay các bạn vịn cái sợi dây này cho thật căng, một tay chúng ta móc cái sợi dây này vào. Rồi chúng ta luồn qua hai cái luôn, rồi mình rút lại hai bên, rút sợi dây này nè, mình nẹp lại, rồi mình móc tiếp theo luôn. Như thế này, nẹp nó lại luôn, nẹp cứng lại đó, chứ đừng có thấy sợi dây nó dơ rồi móc vô luôn, cái nón nó xấu lắm nha các bạn. Mình móc, mình làm nghề này là có phải có thẩm mỹ, làm bất kỳ cái gì cũng vậy, thì mình thấy nó xấu là mình sửa liền, chứ đừng có để kệ nó cho qua. Hồi lên cái tác phẩm của mình, trời ơi, nhiều lúc muốn sửa cũng không sửa được, tại lúc nó bị hư mình sửa liền đi, thì khi nó kết thúc rồi dù nó mình không thấy nó xấu. Mình móc đẹp rồi nè. Như thế này cái chớp mình nó cũng tròn đó. Rồi, cứ như thế các bạn móc mũi đơn hết luôn. Các bạn nẹp một khúc thôi, không nẹp nữa ha, các bạn bỏ nó ra đi. Nẹp nhiều quá nó dày, nó dày cái nón lắm, nó thô quá chỗ đó. Chỗ nào nẹp mình móc phải chặt tay để cho nó, cho cái đường chỗ độ cao của nó sẽ bằng với những cái độ cao những cái khác luôn, chứ móc lỏng tay của nó sẽ cao lồi hơn những cái mũi khác ha các bạn. Rồi, cứ như thế các bạn móc hết hàng thứ 15 luôn ha các bạn ha. Tất cả đều là mũi đơn, không tăng mũi. Hàng thứ 15 thì chúng ta đã có được một cái chỏm đầu, thấy không? Nó cong. Đó. Nó cong xuống như thế này. Rồi bắt đầu chúng ta qua hàng thứ 16 là chúng ta móc 12x1V nha các bạn. Chốt lại. Đó là chúng ta có 1x rồi. Chúng ta móc 12x1V. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Rồi chúng ta cho 1V vô ha các bạn ha. Rồi, 12x1V. Cứ như thế các bạn chốt hết, làm hết hàng thứ 16 ha các bạn ha. 12x1V. Rồi, khi kết thúc hàng thứ 16 ha các bạn là 12x1V nè, cuối cùng.
Đây là hàng cuối cùng mình tăng mũi. Bắt đầu từ hàng thứ 17 đổ đi là chúng ta không tăng mũi nha các bạn. Các bạn móc X hết luôn. Nhưng mà các bạn cũng nên đánh dấu lại để mình biết cái đường mà hồi mình kết thúc. Các bạn bây giờ móc X hết không tăng mũi, móc cho tới khoảng 6 hàng thì các bạn ngưng lại ha. Đây là cái hàng thứ 12 X1V mình ngưng lại. Đây là cái chớp đầu của cái nón 54-55cm. Mình móc kim số 4. Nếu như các bạn móc kim số 3, số 2 thì có thể các bạn tăng thêm mũi nữa. Tăng thành 13X hay 14X. Còn này là mình móc kim số 4 nên mình tăng 12X1V là vừa rồi. Nếu như các bạn móc cho em bé thì các bạn móc ít lại tí xíu. Tại vòng đầu em bé thường thường là khoảng chừng 50-52 thôi. Mà cái vành nón của chúng ta thì thích hợp cho em bé từ 7 tuổi đổ lên. 7 tuổi lên người lớn á là mang vừa cái vành nón này. Còn mà bé mà dưới 7 tuổi thì cái mặt nó rất là nhỏ. Cái vành này to thì nó sẽ không có đẹp ha các bạn. Cái vành này chỉ áp dụng cho bé từ 7 tuổi trở lên. Rồi cứ như thế các bạn móc hết luôn ha. Không tăng mũi nữa. Và các bạn móc 6 hàng như thế. Móc xong 6 hàng chúng ta ngưng lại. Để chúng ta bắt đầu công cuộc là chừa dây đục lỗ. Cài qua hậu ha nha các bạn. Móc cái sợi dệt này nè rất là êm tai. Nó thiệt một câu là rất là êm, rất là sướng. Nhưng cái sợi dệt này cái màu của nó không đều. Cái chỗ sáng, chỗ tối, nhất là các bạn móc những cái màu sáng á, nó dễ bị loang cái những cái đốm đen đen lắm. Tại vì nhiều lúc người ta nhuộm không có đều màu á các bạn. Các bạn móc màu tối thì được ok. Còn móc màu sáng á, thì nó dễ bị thấy được cái màu đốm của nó. Mình thì ít khi nào móc sợi dệt lắm. Mình móc cô tông thái 20 không à. Sợi cô tông thái 20 á, nó nặng hơn tí xíu. Nó dày hơn, nó trên 20 chứ không phải 20. Tại mình gọi 20 cho nó đúng vậy thôi. Chứ thực ra nó trên 20. Cái sợi thái đó thì màu đẹp. Màu rất đẹp, bền. Nhưng mà để móc nón kết thì chúng ta nên móc những cái nón, những cái chất liệu nó nhẹ nhẹ thôi, để mình dễ quăng liền á, thảy ở đâu cũng được và dễ gấp nó lại nữa. Rồi cứ như thế các bạn móc khoảng 5-6 hàng tùy theo cái độ cao của cái đỉnh đầu của mình ha. Tốt nhất các bạn móc 6 hàng đi rồi các bạn ngưng lại ha. Tất cả đều là mũi X hết, không tăng mũi nữa nha các bạn.